Con gái Vũ Linh nói rõ lý do đuổi Hồng Phượng, tuyên bố sẵn sàng theo kiện. Bây giờ cô Ráu đã kiện rồi thì thôi, đi hầu thôi. Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh khẳng định không ngại theo vụ kiện với mẹ con Hồng Phượng. Mới đây, Hồng Phượng, cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gặp gỡ báo chí công bố việc bị Hồng Loan, con gái Vũ Linh đuổi ra khỏi nhà. Ngày 18 tháng 6, Hồng Loan cũng tổ chức một buổi họp báo nói rõ lý do đuổi mẹ con Hồng Phượng ra khỏi nhà mình sau 49 ngày mất của ba. Con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nói, mâu thuẫn với Hồng Phượng thì không có nhiều, nhưng tôi cảm thấy không an toàn khi có gia đình cô Sáu và Hồng Phượng ở cùng. Trước 49 ngày của ba, cô Sáu đem nhiều thứ mê tín dị đoan về nhà, nên tôi thấy cái đó rất là sợ, tạo áp lực cho con cháu trong nhà rất nhiều, nên tôi bắt buộc phải mời gia đình cô Sáu ra khỏi nhà. Hồng Loan còn mời hai anh em họ để làm chứng cho những lời mình nói. Những người này xác nhận rằng thời gian gần đây tính cách của cô Sáu thay đổi nhiều, thường xuyên gây sự với mọi người trong nhà. Con gái Vũ Linh cũng nói thẳng rằng Hồng Phượng có nhiều điều không tôn trọng cô, đơn cử như việc tự ý cho bên BH Media vào quay phim chụp ảnh trong đám tang để phát sóng mà không hỏi ý kiến cô. Hồng Loan bức xúc cho biết giọt nước tràn ly khiến cô quyết định mời mẹ con Hồng Phượng ra khỏi nhà vì họ đi kể xấu người sĩ ưu tú Vũ Linh. Tôi buồn nhất là ba tôi vừa mất mà đem kể xấu ba này nọ. Nếu có chuyện gì thì gia đình ngồi với nhau chứ đem ba lên mạng xã hội kể xấu thì tôi không chấp nhận được. Không còn tiếng nói chung thì xin mời gia đình cô Sáu ra khỏi nhà để bình tĩnh lại, rồi sau này có thể ngồi lại với nhau. Hồng Loan cũng khẳng định thực tế cô không muốn để mẹ con Hồng Phượng ra đi tay trắng. Lúc đầu tôi cũng có đề xuất bán đất và mua nhà cho Hồng Phượng, chia cho anh em trong nhà của ba tôi. Đó là ý định ban đầu, nhưng với hiện tại tôi nghĩ điều đó không cần thiết nữa. Vì đã xảy ra quá nhiều mâu thuẫn với gia đình cô Sáu, bản thân tôi vẫn bình thường, muốn mọi người sum họp, lo hương khói cho ba. Nhưng mọi thứ không theo ý mình, gia đình cô lại này nọ nên tôi không muốn nữa. Con gái nghệ sĩ Vũ Linh cho biết bản thân cô cũng rất buồn khi việc tranh chấp giữa mình và Hồng Phượng có thể gây ảnh hưởng đến người cha quá cố. Trước giờ tôi không muốn dính dáng đến vụ kiện gì hết, nhưng bây giờ cô Sáu đã kiện rồi thì tôi cũng sẵn sàng đi hầu. Tôi chỉ sợ ba biết ba sẽ buồn rồi bị ảnh hưởng đến ba thôi, chứ tôi không sợ gì hết. Con gái của nghệ sĩ Vũ Linh cho biết cô mong muốn mẹ con Hồng Phượng sao kê rõ số tiền quyên góp và tiền phúng điếu sau đám tang của cha cô. Hồng Loan cho hay cô cần được biết để trả lại khoản tiền này cho những khán giả đã quyên góp. Còn với khoản tiền mà những người không có ý định nhận lại tiền, cô sẽ dùng để làm từ thiện. Tôi đã rất tin tưởng cô Sáu với Hồng Phượng nên mới để mọi người lo hết mọi việc đám tang và cúng thất. Tôi không muốn chuyện xấu trong gia đình phơi bày ra ngoài để ảnh hưởng đến ba. Tôi cũng muốn mọi người êm ấm để ba được yên nghỉ. Sau này tôi cũng mong muốn được buôn bán tại nhà để lo cuộc sống cho bản thân và được lo thờ cúng tổ tiên ông bà để ba vui,